Chân dung của con người. Con người lúc còn sống sung sức, thì dùng trí thông minh của mình để cố gắng làm giàu, vơ vét bóc lột thiên nhiên và đồng loại, giành lấy mọi tiện nghi vật chất cho mình. Cùng lúc ấy, họ dùng tiền để mua lấy hàng hóa, tiêu dùng thả cửa, ăn chơi hoang phí, xả rác bừa bãi. Lại một lần nữa thiên nhiên phải trả giá. Hậu quả của ăn uống bê tha, dư thừa chất bổ béo, lối sống công nghiệp căng thẳng, chính là các căn bệnh như béo phì, ung thư, tiểu đường, mỡ trong máu, đau tim, đứt mạch máu não. Con người nhập viện, chữa bệnh, uống thuốc, phẫu thuật, tiêm chất hóa học vào người, cắt bỏ khối u, những chi phí cho việc giải quyết cuộc khủng hoảng sức khỏe, lại một lần nữa được lấy từ nguồn tài chính bóc lột thiên nhiên. Cuối cùng, khi con người không còn có thể chống lại được bệnh tật do mình tự gây ra, cho bản thân, họ chết đi, nhưng trong cái chết của mình, con người lại tiếp tục gây ô nhiễm môi trường bằng một cái đám tang rình rang, kén chống ồn ào, xác bọc bằng mấy lớp ni lông vì sợ thúi, đèn đuốc nhang khói vi vu, và thêm một cái bia mộ thật hoành tráng được dựng lên. 2ZZ. Từ lúc sinh ra cho đến lúc chết đi, chúng ta không ngừng phá hoại và tàn sát. Hãy nhớ rằng, tại giường bệnh vào cuối cuộc đời của mỗi người chúng ta, là hàng tấn xác chết nằm ở bên dưới, xác của các loài cây, heo trên lợn, gà, bò, vịt, chó, mèo, chim trời, thú rừng, ong bướm côn trùng, hải sản. Chúng ta là King of Corpses. Chúng ta là vị chúa tể sống trên những xác chết. Chúng ta đứng ở trên đỉnh kim tự tháp của chuỗi thức ăn, nhưng chúng ta không ý thức được điều đó. Và tiền bạc cùng lòng tham là thứ đưa chúng ta đến ngày tàn của thế giới này. Oh.